quý vị các bạn thân mến, chúng ta sẽ mở đầu ngày chủ nhật trong những diễn biến mới nhất của giải bóng đá vô địch Pháp Open Cup 2019. Trước hết chúng ta sẽ là trận đấu giữa hai đội bóng Vinic FC ngày hôm nay sẽ ra sân trong trang phục áo trắng quần trắng và các cầu thủ từ Hương Hoa Phượng FC. Hôm nay chúng ta sẽ trong trang phục màu đỏ chủ đạo. Cùng với đó là số 35 Phạm Hoàng Giang, số 33 Tạ Viên Hoàng, số 2 Đỗ Như Bình. Khá tốt. Đây là cơ hội của Hiếu Hương Hoa Phượng FC. Không có lỗi, cái xua tay rất nhanh đến từ trọng tài. Lê Hồng Mạnh đang là người đá ở vị trí khu vực trung tâm, nơi hàng tiền vệ của các cầu thủ Hiếu Hương Hoa Phượng FC. Đây là cơ hội cho họ. Rất nhiều. Đây là quả phạt góc cho đội bóng áo đỏ. Đánh đầu rất trống trải, nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu của số 15 Trần Lê Quân lại không có được sự chính xác. Vẫn là Quang Vũ. Không được. Rất nguy hiểm, rất khó hiểu. Quang Vũ đã giúp cho đội tuyển FC vượt lên, nhưng có lẽ tình huống đó khó hiểu nhất là pha để trêu bóng của thủ thành Hoàng Vượng. Không có nhiều điều để nói, một tình huống để trúng vàng. Và phần còn lại thì chúng ta đều thấy Quang Vũ đã không thể dễ dàng hơn đưa bóng vào lưới trống. Hiếu Hương Hoa Phượng FC buộc phải bung lên. Khá tốt. Thái Hoàng. Và đánh đầu cản phá an toàn của cầu thủ mà số 82 bên phía Music FC. Không được. Cơ hội cho các cầu thủ Hiếu Hương Hoa Phượng FC. Chu Văn Luyện. Sút bóng không vào. Vẫn là những tình huống tấn công tổ chức có đường nét của các cầu thủ Hiếu Hương Hoa Phượng FC. Nhưng họ vẫn gặp vấn đề ở những khâu cuối cùng, những khâu hoàn thiện sản phẩm. Khả năng liên kết giữa Thái Hiệp và Quang Vũ sẽ là một trong những yếu tố quyết định đến thành bại của các cầu thủ Music FC. Anh Tú. Tạt bóng. Chu Văn Luyện. Phủi thủ của Hải Phòng vẫn chưa thể phát huy được sở trường tốc độ của một vận động viên điền kinh. Nhưng đây là cơ hội. Tay mất rồi. Những giây cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Đánh đầu. Cơ hội sút bóng không vào. Bóng đã cắt ngang khung thành của Music FC. Không được. Và như vậy bàn thắng sạt bằng tỷ số đã đến với các cầu thủ Hiếu Hương Hoa Phượng FC. Điều gì đến cũng phải đến. Sau rất nhiều những nỗ lực, sau rất nhiều những công sức thì cuối cùng điều mà họ mong chờ cũng đã đến. Một pha làm bàn rất hay của số 17 bên phía Hiếu Hương Hoa Phượng FC. Thêm một cú đánh đầu nữa. Không được. Cho
Hiếu Hường Hòa Phượng FC. Khá nguy hiểm. Hai cầu thủ của Hiếu Hường Hòa Phượng FC đã rơi vào thế việt vị chắc. Không chính xác hơn thì bóng đã chạm vào tay số 16 Đỗ Anh Nam. Trận đấu vẫn tiếp tục. Khu vực phía trước vùng cấm địa của các cầu thủ bên phía Hiếu, bên phía Music FC đang trở nên rất nóng. Văn Long rất trống trải. 2-1 cho các cầu thủ bên phía Hiếu Hường Hòa Phượng FC. Người đã tung ra một cú tạt bóng đó là Văn Long. Phạm Văn Trọng đã có được cú đúp. Quang Vũ. Bóng đã đập trúng cột dọc. Và đá phạt góc rất khó chịu của cầu thủ bên phía Hiếu Hường Hòa Phượng FC. Thì sao hơn đó là một quả đá phạt trực tiếp. Văn Trọng lên bóng nhanh cho các cầu thủ Hiếu Hường Hòa Phượng FC. Qua người, sút bóng không vào. Hai bàn thắng rất nhanh của Phạm Văn Trọng đã giúp cho họ có được lợi thế và nhiều khả năng. Hoàn toàn có thể có thêm những bàn thắng cho các cầu thủ áo đỏ. Khá hay, 1-1 với thủ môn. Pha xử lý rất tốt của Thái Hoàng, mọi thứ đều hoàn hảo cho đến pha dứt điểm. Văn Trọng. Khá tốt. Sút bóng. 3-1 cho các cầu thủ bên phía Hiếu Hường Hòa Phượng FC. Pha xâm nhập rất tốt của Khắc Phượng. Và đồng đội của anh đã có một cú dứt điểm rất quyết đoán. Khoảng cách giờ đã là 2 bàn. Chúng ta đã thấy được Khắc Phượng xâm nhập tốt đến nhường nào. Và Văn Trọng hoàn thành cú hat-trick của mình. Phút 77 rồi. Rất tốt. Băng lên rất nhanh. Sút bóng. Không phải, đó là một đường chuyền. Bóng vẫn còn trong cuộc. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho Hiếu Hường Hòa Phượng FC. Và cướp bóng rất tốt của cầu thủ Music FC. Quang Vũ. Không được. Không việt vị. Chuyền bóng. Và tỷ số là 4-1 cho các cầu thủ Hiếu Hường Hòa Phượng FC. Nhưng quyết định của trọng tài là các cầu thủ áo đỏ ở vị trí của Khắc Phượng đã việt vị. Trên thực tế thì Khắc Phượng đã chủ động bỏ bóng và nhường lại cơ hội cho đồng đội với pha băng lên. Khá hay. Cơ hội cho Music FC. Không vào. Rất đáng tiếc. Và cú sút ra ngoài đó cũng khép lại trận đấu này. Các cầu thủ bên phía Hiếu Hường Hòa Phượng FC đã có thêm được 3 điểm. Họ đã hoàn thành được cú lội ngược dòng với 3 bàn thắng của Phạm Văn Trọng. Qua đó tiếp tục đứng đầu bảng C của Đua Phát Open Cup 2019. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.